Xin kính chào quý chị và các bạn. Nếu anh chị và các bạn yêu thích một mẫu xe phân khúc hạng B bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, lịch sự giản dị thì đây là một mẫu xe không nên bỏ qua. Hôm nay bên em lại về một chiếc Honda City bản 1.5. Và chiếc xe này nó là phiên bản cao cấp nhất, bản top đấy ạ. Trang bị đèn chiếu sáng công nghệ full LED, điều hòa tự động cảm ứng. Xe này có ngoại thất màu đen và nội thất bên trong cũng là màu đen. Hiện tại thì chiếc xe này đang được bên em chào bán với mức giá 460 triệu. Và với cái mức giá này thì bên em sẽ sang tên đổi biển chính chủ lăn bánh cho anh chị. Hỗ trợ trả góp chiếc xe này lên tới 70% giá trị xe. Mọi chi tiết anh chị vui lòng liên hệ cho bên em theo số 0941337888 hoặc 0978607555. Xem xe tại số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Mọi chiếc xe bên em bán ra đều cam kết bằng văn bản bảo hành cho anh chị trong vòng 1 năm đi check test. Nếu phát hiện ra bên em bán xe bị tai nạn, ngập nước, bổ máy, bổ số thì bên em hoàn tiền 100% cho anh chị luôn. Xe được trang bị xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương. Giàn lốp này thì chủ xe cũng vừa mới thay một giàn lốp mới tinh. Nội thất bên trong ghế da màu đen nguyên bản. Với khối động cơ 1.5 hộp số CVT thì chiếc Honda City Top này nó tiêu hao nhiên liệu rất là ít. Chỉ khoảng hơn 5 lít thôi. Đây màn hình theo xe này. Củ số này. Củ số còn rất là mới nhé. Vô lăng này. Vô lăng tích hợp. Ghế lái thì bao giờ cũng sẽ xuống cấp nhanh hơn là ghế phụ và ghế sau. Trần nỉ này. Trần nỉ rất là mới. Chiếc xe này cũng được trang bị cửa gió điều hòa sau. Một mẫu xe phân khúc hạng B cũng khá nhiều cái tiện ích, option. Đây, đường cao tốc là 4.8 và đường hỗn hợp là 5.8 thôi. Cũng là một mẫu xe phân khúc hạng B được đánh giá là bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Trang bị công nghệ cân bằng điện chống trơn trượt này, công nghệ xanh eco này, tiết kiệm nhiên liệu này. Vô lăng nguyên bản nhá. Bản top này thì được trang bị nhiều túi khí hơn, nhiều loa hơn là bản CVT, nhiều công nghệ hơn. Cabo này, cabo nguyên bản nhá, còn tem nhà máy này. Ốc chân máy này, số dưới này, đây khung rằng trên nguyên bản này, 460 triệu cho chiếc Honda City bản top 2020 màu đen nội thất đen.